Hello, sao cả nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em mà cục sức đề đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Dantas cho anh em. Đây là dòng súp mà sẽ có bát 25 cho anh em. Và con này phải nói là rất là hay ở phân khúc giá rẻ nữa mà. Đây, mời anh em cùng xem. Đây là hàng mà Nhật vừa về nha anh em. Dòng này đặc biệt là dòng sản phẩm mà nó sẽ đến từ thị trường của châu Âu. Anh em mà chơi với những dòng sản phẩm mà của châu Âu, ví dụ như là của Đan Mạch luôn đi, Bellmaster thì sẽ nói là rất là hay nha mà. Những dòng này được rất là nhiều anh em sử dụng để mà tạo giải trầm khi mà anh em nghe nhạc vàng, bolero và anh em hát karaoke thì cái tông giọng nó xuống thấp thì nghe nó phải nói là rất là bốc lửa nha anh em. Đây, và thiết kế dòng sản phẩm này thì mặt trước thì sẽ trang bị chúng ta là một loa bass 25 nha anh em, vì mút. Ở bên dưới thì nó sẽ có hai cái lỗ hơi anh em. Anh em thấy là bốn góc nó thì nó sẽ có bốn cái lỗ để anh em để căng nha anh em, để căng cho phẩm này. Để căng nó thì bằng bả lưới nha anh em. Đây, khung nó rất là chắc chắn nhưng mà đây, để căng vào thì anh em sẽ nhìn thấy nó sẽ như thế này nha anh em. Chung mình nói là thiết kế dòng này mình nói là rất là đẹp nhưng mà hài hòa. Dòng này anh em chơi trong không gian nhà tầm khoảng 30 mét vuông đổ lại thì nó sẽ cho chất âm rất là hay nha anh em. Đây, anh em nhìn thấy đây, anh em thấy là sản phẩm mình sẽ trang bị ta một cái nguồn tải nhiệt rất là to và dày anh em. Cái con này hoạt động mà nó cũng rất là mát mẻ nhưng mà còn đây là tem trong sản phẩm này. Đây, con này sẽ có tên model A150, công suất của nó là 100W, trở kháng tiêu chuẩn là 8 ohm, thương hiệu Dantas của Đan Mạch cho anh em. Còn bên dưới thì anh em sẽ thấy là sản phẩm thì nó sẽ có 4 chập loa nha anh em. Đây, những cộng in là anh em sẽ lấy tín hiệu mà AB qua cái dạng hạ dĩ loa nha anh em. Cộng A là anh em, nếu mà anh em mà có nhiều cái loa thì anh em phải mà bắt nối tiếp vào trong sản phẩm này mà kết nối thêm cái loa khác vào. Còn cộng in này là cộng để mà anh em biết tín hiệu qua đầu dây AB nha anh em, qua jack bung sen nha anh em. Ví dụ như anh em cắm trực tiếp CD vào đây thì nó hát rất ok nha anh em. Còn bên dưới anh em sẽ thấy là sẽ có hai cái volume nha anh em. Volume bên trái là level, là volume để điều chỉnh âm lượng của cái loa này. Còn volume bên phải là volume mà nó sẽ cắt tần số cho anh em. Anh em mà thích nghe giọng ca sĩ, anh em mà muốn mà cắt luôn cái giọng ca sĩ, anh em có thể mà điều chỉnh volume này cho phù hợp với anh em nhất. Con này nó sẽ có điện 250V, nhờ dòng điện của châu Âu nha anh em. Còn đây là nút nguồn nha anh em. Bên dưới đây anh em sẽ thấy là nó đạt chứng nhận CE, chứng nhận của thị trường của châu Âu nha anh em. Đây, bên dưới nó sẽ có thêm một tem nha anh em. Súp A150. Con này đến từ thương hiệu Dantas, hàng made in Đan Mạch cho anh em. Và đặc biệt giá Nhật để lại cho anh em bộ loa súp này rất là tốt nha mà. Chỉ với 4.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test chất âm của loa súp này. Mời anh em. Tiếng súp nghe phải nói là rất là trầm ấm anh em ạ. Rồi nút cắt tần số nha anh em. Nó sẽ giảm đi lời của ca sĩ. Anh em thích nghe lời nhiều hay lời ít thì anh em phải là chỉnh đi cho phù hợp với tai của anh em nhé. Rồi đánh rất là mạnh em ạ. Anh em thấy là nó là đánh mà rung vào những cánh cửa nhà của mình nha anh em. Đây, anh em thấy là những cái cánh cửa kiến anh em. Đây, đánh rung cánh cửa luôn nha bạn.
Rồi anh em đánh giá sao về cục sức đề Dantas A150 của Đan Mạch thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Auto. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Auto nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật auto để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.